bữa cơm chiều hai người không nói với nhau một câu nào mặc cho hai đứa trẻ bi bô hùng buông đũa trước ra bàn pha một ấm trà lát sau thu dọn xong huệ cũng ra ngồi đối diện với chồng và gàn giọng anh giải thích với tôi cái chuyện ở nhà nghỉ trưa hôm nay đi người phụ nữ đó tên gì và ở đâu buổi trưa hôm nay vừa ăn xong suất cơm hộp ở cơ quan huệ định ngả lưng trên chiếc ghế băng bên ngoài phòng làm việc để chợp mắt một lát thì điện thoại reo Người gọi Huệ là Lan Giọng Lan gấp gáp Mày đến ngay nhà nghỉ bạn tôi Ở phố Đinh Tiên Hoàng Có chuyện động trời Tao chờ Huệ hấp tấp lên xe đi Đến nơi Lan đã chờ sẵn Anh Hùng nhà mày Vừa đưa một con vào nhà nghỉ này Hai đứa lên tầng 2 rồi Bắt gặp chuyện đó Tao theo hút đến đây Nhìn dãy xe máy Thấy đúng là xe của chồng Huệ nổi cơn tam bành toàn sông lên tầng 2 Nhưng bị lễ tân ngăn cản Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, thấy Hùng và một người phụ nữ cũng chạc tuổi mình từ tầng 2 đi xuống. Huệ xông lại, một trận xô sát long trời lở đất đã diễn ra. Chờ vợ lặp lại câu hỏi, đến lần thứ ba, Hùng mới nặng nề trả lời. Cô ý là Bảo Thi. Huệ giật bắn mình như đột ngột nghe tiếng sét nổ bên tai. Tám năm về trước, lần đầu tiên Huệ được nghe cái tên này. Khi Hùng lảo đảo, rũ rượi, héo hắt như một tàu cải non bị phơi suốt ngày dưới nắng. Nước nở bảo cô, Huệ ơi, Bảo Thi bỏ anh rồi. Hùng và Bảo Thi học cùng một lớp đại học và yêu nhau ngay từ năm đầu tiên. Hè nào họ cũng về nhà nhau và được cả hai gia đình hết lòng vun vén. Chỉ đợi sau khi ra trường là cưới. Và giờ Huệ mới nhớ ra, cái nhà nghỉ bạn tôi ấy chính là điểm hẹn thường xuyên của họ. Học xong, bảo thi trúng tiếng xét ái tình của minh con một đại gia bất động sản bảo thi chia tay hùng vội vã và cũng vội vã theo minh vào nam nơi bố anh ta có một dự án lớn cú sốc vì tình yêu đổ vỡ khiến hùng thất thần mất hai năm liền nhìn hùng lúc ấy huệ bỗng thấy động lòng thương bốn khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng anh ba năm sau họ làm đám cưới tôi nghe nói Cô bảo Thi đã vào Nam theo chồng Sao cô ta lại ở đây Bảo Thi đã ly hôn Cô ấy chuyển ra Hà Nội đã 5 tháng nay rồi Anh gặp lại cô ta Trong buổi họp lớp Và anh đã đưa cô ta vào cái nhà nghỉ quen thuộc ấy Bọn anh hẹn nhau Mỗi tháng vào nhà nghỉ ấy một lần Vào chỉ để tâm sự Chứ chẳng làm gì sất Đồ đàn ông phản bội Lừa đảo Anh nói láo Tình cũ không rủ cũng tới Một người đàn ông với một người đàn bà kẻ bỏ chồng người dối vợ rủ nhau vào nhà nghỉ mà chỉ tâm sự chứ không làm gì chỉ có kẻ thiểu năng trí tuệ hoặc là kẻ tâm thần mới tin lời anh nói đất hà nội rộng mênh mông thiếu gì nơi tâm sự sao không vào quán cà phê hay quán trà sữa mà tâm sự lại vào nhà nghỉ anh xin lỗi em vì gặp lại bảo thi mà không nói gì với em nhưng anh xin lấy danh dự ra mà thề rằng anh với Bảo Thi chỉ tâm sự với nhau, chứ đến cầm tay nhau cũng không. Tin hay không là tùy em. Từ hôm ấy giữa hai người là một khoảng cách mênh mông. Họ không nói với nhau bất kỳ chuyện gì. Đêm đến mỗi người một giường. Rất nhiều lần Hùng cố làm lành, cất lời nói với vợ nhưng không nhận được sự hồi âm của Huệ. Rồi một hôm vừa tan tầm ra đến cổng cơ quan thì Huệ được một người phụ nữ đón sẵn bảo thi huệ nhận ra cô ta ngay vì đã một lần xô xát với cô ta ở nhà nghỉ bạn tôi hôm đó bảo thi tiến lại chào huệ mình là bảo thi chắc huệ cũng nhận ra mình hôm nay mình chủ động gặp bạn để có lời muốn nói tôi chẳng có gì để nói với cô cả nếu cô muốn có hùng thì tôi cho không đấy đối với loại đàn ông đã phản bội ấy tôi sẵn sàng vứt đi như vứt một cái rẻ rách không phải như bạn nghĩ đâu huệ ơi hãy cứ đi với mình lại quán cà phê đằng kia bạn sẽ hiểu tất cả tôi không đi cô tránh ra cho tôi về con tôi đang mong mẹ vậy thì thôi nhưng xin bạn hãy nhận lấy cái này cái này sẽ minh oan cho mình bảo thi đặt vào giỏ xe của huệ một vật bọc trong một mẩu giấy báo huệ cũng chẳng thèm nhìn xem đó là vật gì lên xe đi thẳng Tận trước lúc đi ngủ mới nhớ ra vật ấy Huệ lấy ra xem Đó là một cái USB Tò mò Huệ cắm vào máy tính Trong đó lần lượt là 5 lần gặp nhau Giữa Hùng và Bảo Thi Trong phòng nghỉ Mà Bảo Thi đã chủ động ghi hình lại Đúng như Hùng nói Cả 5 lần gặp nhau đó Họ chỉ tâm sự Chứ tuyệt đối không làm gì có một câu nói của Bảo Thi ngay từ lần gặp nhau đầu tiên mà nghe xong Huệ ứ nước mắt. Chúng mình chỉ ngồi tâm sự thôi, anh nhé. Cái gì đã qua thì hãy để nó qua. Bây giờ nếu chúng ta đi quá giới hạn là chúng ta đã xúc phạm đến Huệ. Hôm sau Huệ bảo chồng, nếu anh muốn tâm sự với Bảo Thi thì cứ mời cô ấy đến nhà mình, em sẵn sàng dành không gian riêng cho hai người. tìm kiếm người vợ đẹp nhất ở đâu. Nam giới vốn ưa thích những cô gái có nhan sắc. Tránh không phải là một ngoại lệ. Câu nói của bố anh đã làm ảnh hưởng không ít đến cậu con trai mới lớn hồi đó. Lấy vợ, nếu không lấy được vợ đẹp, thì chỉ ít cũng phải cưới được một cô có nhan sắc dễ coi. Kẻo sau này, lại hôn nhân lỡ làng. Ông thường bảo rằng, nếu mày cưới phải người vợ không vừa ý hoặc miễn cưỡng, thì tốt nhất là nên từ chối ngay từ đầu. Nhưng tránh lại là người không biết từ chối ngay từ đầu. Người vợ đầu tiên anh cưới tên Mỹ. Nói về nhân sắc của cô thì tránh có thể chấm trên trung bình. Mỹ bằng lòng lập gia đình với anh vì tránh vốn có chiều cao tới 1m8. Đàn ông như anh cũng gọi là dễ nhìn. Tránh lại có nghề bảo trì kỹ thuật cho một công ty. Cái không ổn của anh là ở chỗ có vẻ như anh đã không cân nhắc kỹ khi lấy vợ. Chính vì vậy mà sau khi sống với Mỹ được 6 năm, có hai con vừa trai vừa gái, những tưởng tránh đã gặp được đúng ý chung nhân và xây dựng một mái ấm ổn định. Thế nhưng cho đến khi gặp Phụng, cuộc đời anh đã rẽ sang một bước ngoặt khác. Phụng vốn là nhân viên y tế phụ trách sức khỏe cộng đồng trong công ty. Chỉ mới gặp cô, tránh đã cảm thấy trái tim của anh trao đảo vì cô. Phụng có một ngoại hình khá thu hút. Cô ta cao hơn hẳn một cái tai so với vợ anh hiện tại, làn da trắng, đôi mắt to tròn và nhất là làn môi mọng và dày khiến cho Tránh có cảm giác đời anh khó có thể sống thiếu cô. Bất kể đến vợ con, Tránh bắt đầu tán tỉnh người đẹp mà anh không thể cưỡng lại kia. Phụng nhận lời tỏ tình của Tránh, chỉ với một điều kiện, cô sẽ bằng lòng lấy anh nếu anh là người độc thân. Tránh không thể tự tuyên bố rằng anh muốn đi dị với vợ. Anh cũng có trách nhiệm với gia đình, với con đấy. Anh còn là người chồng rất chu đáo, kiểu mẫu nữa là khác. Nhưng đó là khi anh chưa gặp Phụng. Một thời gian sau, Phụng bỏ chỗ làm và chuyển sang một cửa hàng bán trang phục đầm váy may sẵn. Tránh không thể sống thiếu người tình. Anh bỏ nhà đến sống chung với Phụng như vợ chồng. Mặc cho vợ ở nhà khóc lóc, con cái kêu van. Cho đến lúc đó, Phụng cũng biết rằng cô không thể sống thiếu anh. Hai người chung sống với nhau ở căn nhà nhỏ của Phụng. Tránh đã bỏ việc làm bảo trì cho công ty. Anh xoay sang làm đủ thứ nghề khác như bảo vệ, xe ôm, hớt tóc. Tránh và Phụng sống chung với nhau được 3 năm. Hai người không có con. Ngoài nỗi buồn không con cái, đối với Phụng, cô không phản nàn gì về Đức Lang Quân không chính thức của mình Bởi vì anh đã đối xử với cô Với tất cả sự quan tâm, chăm sóc Cũng như tất cả tình yêu của anh dành cho cô Không hề biết đến một phụ nữ nào khác Nhưng câu chuyện đời của hai người bắt đầu có một bước rẽ lớn Kể từ khi Tránh lại gặp Trinh Trinh không làm chung một cơ quan với anh Cũng không phải do may mối như trước kia anh đã gặp và cưới Mỹ Cuộc tao ngộ của họ diễn ra rất tình cờ Tránh gặp cô, khi ấy Trinh đang là một chủ quán bán bún vịt. Quán bún vịt của Trinh có đông người ăn. Các thực khách có cả nam lẫn nữ. Đặc biệt là các thực khách nam giới đã từng đến hàng ăn của cô thì có lẽ đa số sẽ tìm cách ghé lại thưởng thức lần thứ hai. Vì hương vị đặc trưng món bún do Trinh nấu rất đậm đà, nhất là khoản nước mắm chấm do cô pha chế quả là độc nhất vô nhị. Chưa kể, các khách hàng nam giới tìm đến hàng của Trinh để vừa ăn, vừa ngắm nhan sắc mặn mà của cô chủ. Cũng như đối với Phụng trước kia, sau khi gặp Trinh, Tránh đã cảm thấy rằng, cho dù anh có phải đánh đổi lấy bất cứ điều gì trên đời để được gần cô, anh cũng sẽ không tiếc. Trong mắt Tránh, so với Mỹ và Phụng, sức thu hút của Trinh hơn hẳn hai người kia rất xa. Chỉ phải có một tội Lúc đó Trinh đã lỡ có mang với một người khác và người đó đã bỏ rơi cô. Đó cũng chính là lý do khiến cô nhận lời tỏ tình và làm đám cưới gấp rút với Tránh. Một đảng vừa yêu, vừa cần có người chồng danh chính ngôn thuận cho đứa con sắp chào đời của mình, còn một đảng miễn cưỡng lấy người đẹp là đủ để mãn nguyện. Rốt cuộc, Tránh cưới Trinh và sống chung cho đến nay đã được hơn 10 năm đây là cuộc hôn nhân lâu dài nhất và có lẽ là chặng dừng chân cuối cùng của anh mặc dù anh không có con riêng với trinh cũng không được gia đình nhà vợ từ mẹ vợ đến các anh em vợ nể hoặc là ưu ái như anh đã từng có với hai người vợ trước vì trong thâm tâm họ vẫn xem anh trước sau chỉ là chồng hở của trinh tránh biết rõ điều đó nhưng cũng cam chịu anh cũng không thể và không muốn quay trở lại với hai người trước tuy rằng họ vẫn ở vậy chờ đợi anh cuộc chiến với thói gia trưởng không phải những chuyện như thế chỉ xảy ra giữa vợ với chồng thực ra từ khi còn là tình nhân vấn đề đấu tranh giành quyền bình đẳng trong mối quan hệ giữa hai người đã hình thành rồi câu chuyện sau đây là một minh chứng theo thúy trong số các chàng trai cô quen biết không ai sáng giá hơn huân anh là người tâm đầu ý hợp nhất đối với cô thế nhưng sau khi hai người đã trở thành một đôi dần dần thúy nhận ra rằng tuy yêu cô nhưng nơi huân vẫn hình thành phong cách xử sự, sự theo lối vai trên kiểu như quan niệm của người á đông trong quan hệ nam nữ nam giới luôn đóng vai trò che chở bao dung kèm theo những ưu thế khác về quyền lực anh thích cô biết lắng nghe và vâng lời hơn là để cô được chủ động theo ý riêng của mình tuy nhiên điều này vẫn chưa thổ lộ ra nhiều trong tình yêu xen lẫn với cảm giác được chiều chuộng Thúy chỉ lờ mờ nhận ra được vấn đề này nhưng dường như những âu yếm chiều chuộng đã che lấp các nhận thức đó của cô bảo rằng hai người yêu nhau tâm đầu ý hợp nhưng thật ra cả hai đều ít nhiều nhận thấy ở nơi đối phương một phản kháng gì đó mà họ không thể kiểm soát được như vậy có thể nói rằng chuyện bảo đảm một đôi lứa 10 phân vẹn 10 là không đúng hoặc trên đời này chẳng bao giờ có chuyện hoàn hảo đó có thể xảy ra được. Trong những lần xung khắc, chuyện nhỏ thì không kể. Nhưng với những vấn đề, cần có sự đả thông đồng ý giữa hai người. Khi Thúy đưa ra lời khuyên, ban đầu Huân làm như nghe theo lời của cô, nhưng sau đó lại lặng lặng làm theo ý mình. Thúy phản nàn rằng, dẫu anh có hỏi rồi cũng như không. Về ứng xử, nói chung Huân không nhanh trí chí hay chín chắn bằng Thúy nhưng đôi khi có những vụ việc chứng tỏ anh nhận xét chính xác hơn hẳn nói chung giữa hai bên kẻ tám lạng người nửa cân thông thường về thúy vẫn vượt trội hơn chồng về cách đối nhân xử thế nhưng đứng về phía tự ái nam giới mà nói huân vẫn thích mình là người bảo bọc cho người bạn đời sau này khi đã là vợ chồng ý niệm này còn rõ rệt hơn nữa vì huân luôn tâm niệm rằng mình là chủ gia đình việc gì cũng phải đứng mũi chịu xào dù vợ có góp ý chăng nữa quyết định cuối cùng vẫn là của mình cứ như thế huân cảm thấy dường như quyền gia trưởng trở thành một thứ quyền bất thành văn giữa hai vợ chồng tuy không ai ra mặt tranh giành nhưng cũng không ai cam tâm trao hẳn nó vào tay người phối ngẫu của mình nếu trong mối quan hệ phu phụ không xen vào đó yếu tố quyền hạn có lẽ mối tình của họ thật trọn vẹn và cũng chính vì có những giây phút bằng mặt mà chẳng bằng lòng với nhau. Cảm xúc tình yêu cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, suy giảm nhiều. Điều này khi còn là tình nhân của nhau, người ta không đặt nặng là mấy. Thì khi đã là vợ chồng, vấn đề này mới hiện ra ngày càng rõ nét. Đàn ông không muốn mang tiếng sợ vợ. Hai từ này hiểu theo nhiều cấp độ khác nhau. Bề ngoài Thúy luôn tỏ ra rất trân trọng thương yêu chồng. Nhưng theo Huân, thực sự không hẳn như vậy nhất là vào những khi cô muốn chứng tỏ lẽ phải đứng về phía cô và cô dứt khoát không nhượng bộ đó cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến ý tưởng hướng về một người thứ ba có thể hoàn hảo hơn so với vợ nhà trong một lần hai vợ chồng đi ăn cưới huân tình cờ gặp lại mai một trong các bạn gái cũ của anh được hội ngộ với huân là một niềm vui vượt ngoài mong đợi của cô mai biểu lộ rõ rệt bằng cách nắm lấy bàn tay anh một lúc lâu không buông may là thúy không nhìn thấy cảnh này mai đã ly dị chồng hiện đang sống độc thân thế là sau buổi tiệc đó huân đã âm thầm hẹn hò với mai một số lần tuy được người tình cũ chiều chuộng được thỏa mãn cái tôi của người đàn ông cảm giác này khác hẳn với cuộc sống hàng ngày bên vợ nhưng khi về đến nhà mỗi lần thấy thúy chăm sóc quan tâm đến mình huân lại cảm thấy mình có lỗi và ân hận rồi đến lượt Huân cũng nổi ghen khi gặp một hôm anh bạn trong nhóm học cũ đến rủ Thúy đi cà phê và lấy xe chở cô đi. Sau đó Huân làm việc thẳng thắn và góp ý với Thúy về việc không nên để người nọ chở đi như vậy. Nhà xong Thúy cười phá lên. Cô cho biết Huân không phải ghen vì anh chàng kia từ xưa đến nay vốn là người đồng tính nam. Hiện anh ta đang có bạn trai rồi. Huân ngỡ ngàng. Rốt cuộc chỉ riêng anh tự biết mình có lỗi với vợ hết ghen với vợ đến lượt huân lại phát ghen với mai khi anh biết được ngoài anh ta cô ta còn có thêm hai bạn trai khác nữa bị huân căn vặn ban đầu mai còn xấu về sau biết không thể che đậy được nữa mai nhún vai thừa nhận và cho biết rằng những người đó còn đến trước cả anh bỗng dưng huân cảm thấy mình thực sự rẻ rúng và bị lợi dụng trong mắt của mai ban đầu anh còn thấy đau khổ vì thất tình sau rồi quyết định dứt khoát hẳn mối quan hệ nguy hiểm nọ điều duy nhất anh còn lấy làm tự an ủi đó là anh chưa từng lên giường với cô ta